hai Hành xử luật bằng sự ghi nhớ Sati Vinayo 589 Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại Rajagaha, Veluvana, Trúc Lâm, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, phẩm vị A-La-Hán đã được Đại Đức Dapa Malaputta chứng đạt vào lúc bảy tuổi vị ấy đã thành đạt tất cả những gì vị đệ tử cần phải chứng đạt. Và đối với vị ấy, không có bất cứ việc gì cao thượng hơn cần phải làm hoặc sự tích lũy thêm các việc đã làm. 590 Khi ấy, Đại Đức Dabba Malabutta trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi. Phẩm vị A La Hán đã được ta chứng đạt vào lúc 7 tuổi. Ta đã thành đạt tất cả những gì vị đệ tử cần phải chứng đạt. Và đối với ta, không có bất cứ việc gì cao thượng hơn cần phải làm hoặc sự tích lũy thêm các việc đã làm. Vậy ta nên thực hiện việc phục vụ gì cho hội chúng? Rồi điều này đã khởi đến cho đại đức Dabba Malambutta, hay là ta nên phân bố chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng. 591. Sau đó, vào buổi tối, Đại đức Dabba Malabutta đã xuất khỏi thiền định và đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại đức Dabba Malabutta đã nói với Đức Thế Tôn điều này Bạch Ngài, trường hợp con trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi. Phẩm vị A-la-hán đã được ta chứng đạt vào lúc 7 tuổi. Ta đã thành đạt tất cả những gì vị đệ tử cần phải chứng đạt. Và đối với ta, không có bất cứ việc gì cao thượng hơn cần phải làm hoặc sự tích lũy thêm các việc đã làm. Vậy ta nên thực hiện việc phục vụ gì cho hội chúng? bạch ngài rồi điều này đã khởi đến cho con hay là ta nên phân bố chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng bạch ngài con muốn phân bố chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng này đáp ba tốt lắm tốt lắm chính vì điều ấy người hãy phân bố chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng bạch ngài xin dân Đại đức Ba Malabutta đã đáp lời Đức Thế Tôn. 592. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại rồi bảo các vị tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy, hội chúng hãy chỉ định Ba Malabutta là vị phân bố chỗ trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa ăn. Giờ này các tỳ khưu nên chỉ định như vậy. Trước hết, Dapa cần được yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vì tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định đại đức Dapa Malaputta là vị phân bố chỗ trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa ăn. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định Đại Đức Dabba Malaputta là vị phân bố chỗ trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa ăn. Đại Đức nào đồng ý việc chỉ định Đại Đức Dabba Malaputta là vị phân bố chỗ trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa ăn xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Đại Đức Dabba Malaputta đã được hội chúng chỉ định là vị phân bố chỗ trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa ăn. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 593 Và khi đã được chỉ định, Đại Đức Dabba Malaputta phân bố chỗ trú ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu có cùng sở hành. Vì ấy, phân bố chỗ trú ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên về kinh nghĩ rằng các vị sẽ tụng đọc kinh với nhau. Vì ấy, phân bố chỗ trú ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu rành rẽ về luật nghĩ rằng các vị sẽ xác định về luật với nhau. Vì ấy, phân bố chỗ trú ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên giảng Pháp nghĩ rằng các vị sẽ thảo luận về Pháp với nhau. Vị ấy phân bố chỗ trú ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên thiền định nghĩ rằng các vị sẽ không quấy rầy lẫn nhau. Vị ấy phân bố chỗ trú ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên nói chuyện thế tục, sinh hoạt có nhiều sự năng động về thân, nghĩ rằng các đại đức này cũng sẽ yên ổn với thú vui ấy. Còn các tỳ khưu đi đến vào buổi tối, vì ấy nhập thiền để một ánh sáng và phân bố chỗ trú ngụ cho các vị ấy bằng chính ánh sáng ấy. Cho nên các tỳ khưu cố ý đi đến vào buổi tối, nghĩ rằng chúng ta sẽ chứng kiến sự kỳ diệu về thần thông của đại đức Dabba Malabutta. Sau khi đi đến gặp đại đức Dabba Malabutta, các vị ấy nói như vậy. Này Đại Đức Đa Pa, hãy phân bố chỗ trú ngụ cho chúng tôi. Đại Đức Đa Pa Malaputa nói với các vị ấy như vậy. Các Đại Đức thích chỗ nào, tôi sẽ phân bố chỗ nào. Các vị ấy cố ý đề cập các chỗ ở xa xôi. Này Đại Đức Đa Pa, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở núi Hakuta, linh thứ. Này, đại đức Ba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở khe núi kẻ cướp. Này, đại đức Ba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở sườn núi Isigili, chỗ tảng đá đen. Này, đại đức Ba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở sườn núi Vepara, hàng Satapana, thất dịp. Này Đại Đức Ba hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở Sitavana, Hàng Lâm, Động Sapa Sondika. Này Đại Đức Ba hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở hẻm núi Gomata. Này Đại Đức Ba hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở hẻm núi Tinduka. Này Đại Đức Ba hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở hẻm núi Kapota này đại đức đáp ba hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở khu vườn taboda này đại đức đáp ba hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở vườn xoài của sivaka này đại đức đáp ba hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở madakuchi nơi vườn nai đối với các vị ấy đại đức đáp ba malaputa đã nhập thiền để một ánh sáng và đi ở phía trước với ngón tay được thắp sáng. Chính nhờ ánh sáng ấy, các vị ấy đi theo sát ở phía sau Đại đức Đapā Malabutta. Đại đức Đapā Malabutta phân bố chỗ trú ngụ cho các vị ấy như vậy. Đây là giường, đây là ghế, đây là nệm, đây là gối, đây là chỗ tiêu, đây là chỗ tiểu, đây là nước uống, đây là nước rửa. Đây là gậy chống, đây là quy định của hội chúng. Giờ này có thể đi vào, giờ này có thể đi ra. Sau khi đã phân bố chỗ trú ngụ cho các vị ấy như thế, Đại đức Dapapa Malaputta quay trở về lại Veluvana. 594. Và lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Metiya và Pumasaka chỉ là các vị mới tu và phước báo ít ỏi. Các vị ấy thường nhận được những chỗ trú ngụ kém thuộc về hội chúng và những bữa ăn tồi. Và lúc bấy giờ, dân chúng ở Rajagaha mong muốn cúng dường đến các tỳ khưu trưởng lão, thức ăn được chuẩn bị hoàn hảo, gồm có bơ lỏng, dầu ăn, phần ăn ngon và thường dân đến các tỳ khưu nhóm Metiya và Bumazaka vật bình thường theo khả năng, gồm có cơm tắm và món thứ hai là cháo chua. Các vị ấy khi đi thọ thực về sau bữa ăn thường hỏi các tỳ khưu trưởng lão rằng Này các đại đức, trong nhà ăn các vị đã có thức gì? Các vị đã không có thức gì? Một số trưởng lão trả lời như vậy Này các đại đức, chúng tôi có bơ lỏng, có dầu ăn, có phần ăn ngon. Các tỳ khưu nhóm Metiya và Pumasaka nói như vậy. Này các đại đức, chúng tôi đã không được gì cả, chỉ là vật bình thường theo khả năng, gồm có cơm tắm và món thứ hai là cháo chua. 595 Vào lúc bấy giờ, có vị gia chủ là người có bữa ăn ngon, thường cúng dường đến hội chúng bữa ăn gồm bốn phần là bữa ăn thường lệ. Vị ấy cùng vợ và các con thường hiện diện và phục vụ ở nhà ăn. Họ dâng các vị này cơm, dâng các vị kia canh, dâng các vị nọ dầu ăn và dâng các vị khác phần ăn ngon. 596. Vào lúc bấy giờ, bữa ăn vào ngày hôm sau của vị gia chủ có bữa ăn ngon đã được sắp xếp cho các tỳ khưu nhóm Metiya và Bumazaka. Hôm ấy, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã đi đến tu viện do công việc cần làm nào đó. Vị ấy đã đi đến gặp Đại Đức Dabba Malaputta. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Dabba Malaputta, rồi ngồi xuống ở một bên. Đại Đức Dabba Malaputta đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho vị gia chủ có bữa ăn ngon đang ngồi một bên bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đại Đức Dabba Malabhuta chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã nói với Đại Đức Dabba Malabhuta điều này. Thưa Ngài, bữa ăn vào ngày mai ở nhà chúng tôi đã được sắp xếp cho vị nào? Này gia chủ, bữa ăn vào ngày mai ở nhà gia chủ đã được sắp xếp cho các tỳ khưu nhóm Metiya và Pumasaka. Khi ấy, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã không được hài lòng. Nghĩ rằng, tại sao các tỳ khưu tồi lại thọ thực ở nhà của chúng ta? Rồi đã đi về nhà và dặn dò người tớ gái rằng, Này con, hãy xếp đặt chỗ ngồi ở nhà kho cho các vị đến thọ thực vào ngày mai và dân cho họ cơm tắm và món thứ hai là cháo chua. Thưa chủ nhân xin vâng. Người tới gái ấy đã đáp lại vị gia chủ có bữa ăn ngon. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Metiya và Bumazaka bàn bạc rằng Này các đại đức, Hôm qua, bữa ăn của vị gia chủ là người có bữa ăn ngon, đã được sắp xếp cho chúng ta. Vào ngày mai, vị gia chủ có bữa ăn ngon, cùng vợ và các con sẽ hiện diện và phục vụ chúng ta. Họ sẽ dâng các vị này cơm, sẽ dâng các vị kia canh, sẽ dâng các vị nọ dầu ăn, và sẽ dâng các vị khác phần ăn ngon. Do chính tâm vui mừng ấy ban đêm các vị đã không ngủ được như ý. Sau đó vào buổi sáng, các tỳ khưu nhóm Metiya và Pumazaka đã mặc y, cầm y bát, đi đến nhà của vị gia chủ có bữa ăn ngon. Cô tới gái ấy đã nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Metiya và Pumazaka từ đằng xa đang đi lại. Sau khi thấy đã xếp đặt chỗ ngồi ở nhà kho và nói với các tỳ khưu nhóm metiya và pumasaka điều này thưa các ngài xin hãy ngồi khi ấy các tỳ khưu nhóm metiya và pumasaka khởi ý rằng chắc hẳn đến giờ này bữa ăn vẫn chưa hoàn tất nên chúng ta mới được cho ngồi ở nhà kho như thế này sau đó cô tơ gái ấy đã trở lại với cơm tắm và món thứ hai là cháo chua nói rằng thưa các ngài xin hãy thọ thực này chị chúng tôi là các vị thọ nhận bữa ăn thường lệ tôi biết các ngài đại đức là các vị thọ nhận bữa ăn thường lệ tuy nhiên chính ngày hôm qua tôi đã được gia chủ dặn dò rằng hãy xếp đặt chỗ ngồi ở nhà kho cho các vị đến thọ thực vào ngày mai và dâng cho họ cơm tắm và món thứ hai là cháo chua thưa các ngài, xin hãy thọ thực. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Metiya và Bumasaka bàn bạc rằng, Này các đại đức, hôm qua vị gia chủ có bữa ăn ngon, đã đi đến tu viện, gặp Dabba Malaputta. Chắc chắn rằng chúng ta đã bị Dabba Malaputta ly gián với vị gia chủ. Chính vì tâm bực bội ấy, các vị ấy đã không thọ thực được như ý sau đó khi trở về từ chỗ thọ thực sau bữa ăn các tỳ khưu nhóm metiya và bumasaka đã đi đến tu viện bỏ rơi y bát rồi ngồi xuống ôm đầu gối bằng y hai lớp ở phía bên ngoài cổng ra vào của tu viện im lặng xấu hổ rút vai lại mặt cúi xuống trầm ngâm không nói năng khi ấy tỳ khưu ni metiya đã đi đến gặp các tỳ khưu nhóm Metiya và Bumasaka. Sau khi đến, đã nói với các tỳ khưu nhóm Metiya và Bumasaka điều này. Tôi xin chào các ngài đại đức. Khi được nói như thế, các tỳ khưu nhóm Metiya và Bumasaka đã không đáp lại. Đến lần thứ nhì, Tỳ khưu Ni Metiya đã nói với các tỳ khưu nhóm Metiya và pumasaka điều này tôi xin chào các ngài đại đức các tỳ khưu nhóm metiya và pumasaka đã không đáp lại đến lần thứ ba tỳ khưu ni metiya đã nói với các tỳ khưu nhóm metiya và pumasaka điều này tôi xin chào các ngài đại đức đến lần thứ ba các tỳ khưu nhóm metiya và bumasaka đã không đáp lại. có phải tôi làm phật lòng các ngài đại đức? tại sao các ngài đại đức không nói chuyện với tôi? này cô ni, bởi vì cô vẫn giữ dưng như thế trong khi chúng tôi bị dappa malaputa làm tổn hại. thưa các ngài đại đức, tôi làm được điều gì? này cô ni nếu cô chịu làm thì ngay trong ngày hôm nay Đức Thế Tôn có thể trục xuất Dabba Malaputta. Thưa các ngài Đại Đức, tôi làm được điều gì? Tôi có thể làm điều gì? Này cô Ni, cô hãy đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, hãy nói với Đức Thế Tôn như vậy. Bạch Ngài, điều này là không đúng đắn, không hợp lý. Bạch Ngài, chính ở quốc độ nào không có sự sợ hãi, không có tai họa, không có sầu khổ, thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ hãi, có tai họa và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng thì từ nơi ấy có bão tố. Con nghĩ rằng nước đã bùng cháy lên rồi, con đã bị ô nhục bởi Ngài Đại Đức Dabba Malaputta. Thưa các Ngài Đại Đức, xin phân. Rồi Tì Khu Metiya nghe theo các tỳ khưu nhóm Metiya và Pumazaka đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, tỳ khưu ni Metiya đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, điều này là không đúng đắn, không hợp lý. Bạch Ngài, chính ở quốc độ nào không có sự sợ hãi, không có tai họa, không có sầu khổ, thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ hãi, có tai họa và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặn thì từ nơi ấy có bão tố. Con nghĩ rằng nước đã bùng cháy lên rồi, con đã bị ô nhục bởi Ngài Đại Đức Dabba Malaputta. 597 Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Dabba Malaputa rằng: Này Dabba, người có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều tỳ khưu ni này vừa nói không? Bạch ngài, còn như thế nào, Đức Thế Tôn biết rõ mà. Đến lần thứ nhì, Đức Thế Tôn đã hỏi đại đức Dabba Malaputa rằng: Này Dabba, người có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế giống như điều tỳ khưu ni này vừa nói không bạch ngài còn như thế nào đức thế tôn biết rõ mà đến lần thứ ba đức thế tôn đã hỏi đại đức đáp ba malaputa rằng này đáp ba người có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế giống như điều tỳ khưu ni này vừa nói không bạch ngài con như thế nào, Đức Thế Tôn biết rõ mà. Này Đáp Ba, các vị dòng dõi Đáp Ba không phủ nhận như thế. Nếu người có làm, hãy nói có làm. Nếu người không làm, hãy nói không làm. Bạch Ngài, từ khi con được sanh ra, con không bao giờ thấy mình là kẻ tầm cầu diệt đôi lứa, ngay cả trong lúc ngủ mơ, huống gì là tỉnh thức. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, chính vì việc ấy, các người hãy trục xuất tỳ khưu ni Metiya và hãy ra hỏi các tỳ khưu này. Nói xong điều ấy, Đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào trú xá. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã trục xuất tỳ khưu ni Metiya. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Metiya và pumasaka đã nói với các tỷ khưu ấy điều này này các đại đức chớ có trục xuất tỷ khưu ni metiya cô ta không làm sai điều gì vì chúng tôi nổi giận không hài lòng có ý định loại trừ nên xúi dục cô ta thôi này các đại đức có phải các vị bôi nhọ đại đức dabba malaputa với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ này các đại đức Đúng vậy. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng. Vì sao các tỳ khưu nhóm Metiya và Pumasaka lại bôi nhọ Đại Đức Dabba Malaputa với sự hư hỏng về giới, không có nguyên cớ? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu Metiya và Pumazaka, bôi nhỏ Dabba Malaputa, với sự hư hỏng về giới, không có nguyên cớ. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy. Thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn không được phép không nên làm lại bôi nhọ đại đức dabba malaputa với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ này các tỳ khưu sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này các tỳ khưu hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau khi khiển trách ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu chính vì việc ấy hội chúng hãy ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến dapa malaputa là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ và này các tỳ khưu nên ban cho như vậy này các tỳ khưu, đạp bà Malaputa ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại và nên nói như vậy. Bạch các ngài, các tỳ khưu nhóm Metiya và Bumasaka này, bôi nhỏ tôi với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Bạch các ngài, là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Tôi đây cầu xin hội chúng cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ. Nên cầu xin đến lần thứ nhì. Nên cầu xin đến lần thứ ba. Bạch các ngài, các tỳ khưu nhóm Metiya và Bumazaka này, bôi nhỏ tôi với sự hư hỏng về giới, không có nguyên cớ. Bạch các ngài, là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Tôi đây cầu xin hội chúng cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ. Lần thứ ba 598 Hội chúng cần được thông báo bởi vì tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực. Bạch các ngài xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Metiya và Bumazaka này bôi nhọ Đại Đức Dabba Malaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ đại đức dabba malaputta cầu xin hội chúng cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ nếu là thời điểm tích hợp cho hội chúng hội chúng nên ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến đại đức dabba malaputta là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ đây là lời đề nghị bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Metiya và Bumazaka này bôi nhọ đại đức Daba Malaputa với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Đại đức Daba Malaputa cầu xin hội chúng cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ. Hội chúng ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến Đại Đức Ba Malaputta là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Đại Đức nào đồng ý việc ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến Đại Đức Ba Malaputta là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Metiya và Bumazaka này bôi nhọ Đại Đức Dabba Malaputa với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Đại Đức Dabba Malaputa cầu xin hội chúng cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ. Hội chúng ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến Đại Đức Dabba Malaputa là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Đại đức nào đồng ý việc ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến đại đức Daba Malaputa là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Metiya và Bumazaka này bôi nhọ đại đức Daba Malaputa với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ đại đức dabba malaputta cầu xin hội chúng cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ hội chúng ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến đại đức dabba malaputta là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ đại đức nào đồng ý việc ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến đại đức Dapapa Malaputa là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đã được hội chúng ban cho đại đức Dapapa Malaputa là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 599 Này các tỳ khưu, đây là năm sự ban cho đúng pháp của cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ. Vị tỳ khưu được trong sạch không có phạm tội. Các vị khác vu cáo vị ấy. Vị ấy cầu xin hội chúng ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị ấy đúng pháp với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, đây là năm sự ban cho đúng pháp của cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ